Em chào anh chị, thì em là Long của kênh Nhà Đất Long Phụng. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị thêm một cái nền trong dự án Phai Tai Eco City. Thì nền của em định giới thiệu cho anh chị nó nằm trên đường trục chính, đường D2. Trước mặt của chúng ta là cổng chính đường Đinh Đức Thiện. Thì cổng này nhìn rất là hoành tráng. Nó là 111 căn shop house đang xây. Còn trước mặt của chúng ta là 12 căn nhà phố thương mại đang vô hoàn thiện. Sơn lên nữa thì nhìn rất là đẹp. Đường trục chính D2 nó rộng lắm anh chị ơi, mỗi bên 10m. Ở chính giữa có cây xanh 6m và thêm cái lề 5m nữa. Ở đây môi trường rất là trong lành và sạch sẽ nha anh chị. Nền em giới thiệu cho anh chị thì có diện tích là 625 với tổng diện tích là 150m2. Nền của mình hướng Bắc. Đây là vị trí nền của mình nha. Nền của mình nằm trên đường trục chính D2. Có giá bán là 23 triệu 1m2. Và đây là hướng từ cái nền của mình đi ra ngoài cổng chính nha anh chị. Anh chị có quan tâm cái nền này thì liên lạc với em nha. Em xin cảm ơn.